Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay Kính thưa quý vị à, Diễn đàn 26 rất là vui à, Vì đã nhận được rất nhiều cái tình thương yêu của quý vị Qua những cái lời bình luận công khai trong các cái chương trình vừa rồi Trong đó có một bình luận đã làm cho tôi rất là xúc động Thưa quý vị Đó là lời nhận xét Cũng là lời tâm tình của một bạn có cái tài khoản có tên là Thoa Kim. Bạn nghe nói như sau, tôi xin đọc để cho quý vị cùng nghe. Rất may cho tôi khi được nghe những bài bình luận của 26, 26 đã khích lệ niềm tin và chính nghĩa vào lẽ phái, vào sự thật không thể phủ nhận. Tôi có nhược điểm là khi nghe những luận điệu tiêu cực về cô NBH tức là Nguyễn Phương Hằng thưa quý vị thì lo buồn không muốn theo dõi diễn biến trên mạng. Nhưng khi nghe được bình luận phân tích đầy tính tích cực của 2016, thì tôi đã có lại niềm tin vào chân lý, cái tốt sẽ chiến thắng. Rất cảm ơn là bạn Kim Thoa. Lời bình luận của bạn Kim Thoa đó thưa quý vị cũng đã làm à, cho những người mà làm chương trình diễn đàn 26 đó thì cũng là có được một cái niềm động viên rất là lớn để chúng tôi tiếp tục làm lan tỏa những hành động tốt có ích cho xã hội. Thưa quý vị, ngoài ra trong hơn 900 bình luận tính cho tới thời điểm mà tôi nói chuyện với quý vị đó thì có khoảng 880 bình luận mà theo tôi là tốt lắm thưa quý vị. Rất nhiều bình luận rất là chân tình kể cả là những người không ủng hộ bà Hằng có khoảng 10 bình luận á, có lời lẽ không hay, không lịch sự cho lắm. Và thông qua những cái lời bình luận của quý vị đó, thì tôi đã học được quý vị rất là nhiều. Đúng là ông bà ta thường dạy là học thầy không tài học bạn. Mà học bạn thì cũng chỉ bằng một góc rất nhỏ học ở trường đời, học ở xã hội, học ở mọi người thưa quý vị. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị vui vẻ, khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc. Bây giờ thì mời quý vị hãy cùng tôi phân tích bình luận chuyên đề hôm nay. Kính thưa quý vị, cách đây khoảng một năm thì vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố rằng lấy lợi nhuận của công ty làm từ thiện và sẵn sàng bán luôn cả tài sản của mình đang có để giúp cho đất nước khi gặp biến cố. Đây là điều tôi chưa từng nghe một doanh nhân nào tuyên bố như vậy cả thưa quý vị. Vì vậy chương trình ngày hôm nay quý vị có thể coi là chương trình thể hiện cái sự cảm kích của diễn đàn 26 đối với lời tuyên bố trên của ông Dũng Lộ Vôi và bà Hằng Kim Cương. Và tôi tin rằng Ông Dũng, người từng là một quân nhân tham gia chiến trường ở biên giới Tây Nam, từng là đại biểu quốc hội và bà Hằng, một người phụ nữ đã nói là làm thì sẽ thực hiện đúng những gì mình đã hứa với người nghèo. Nói như vậy là để quý vị hiểu thêm một chút về diễn đàn 26. Và bây giờ thì xin phép quý vị tôi đi thẳng vào vấn đề bình luận ngày hôm nay. Thưa quý vị, một năm trước khi bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên lừa đảo lấy của vợ chồng ông bà 200 tỷ nói là để xây dựng chùa và cứu trợ đồng bào miền Trung. Và bà Hằng cũng tố ông Yên là lừa bịp người dân trong việc chữa bệnh câm điếc, bệnh bại liệt vân vân. Thì sau đó bất ngờ lại xuất hiện trên mạng xã hội một đoạn băng ghi âm ghi lại một cuộc nói chuyện mà nhân vật trong đoạn băng này được cho là của ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng. Đoạn băng ghi âm này, đó, thưa quý vị, không có đầu cũng không có cuối, nghĩa là nó được sao chép từ một băng ghi âm gốc nhưng đã bị cắt bỏ phần đầu và phần cuối của câu chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện này đó thì người được cho là bà Hằng thì ủy mị khóc lóc Hổ lộ cái tình cảm đối với ông Võ Hoàng Yên. Còn ông Võ Hoàng Yên thì tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng trước cái sự sức mướt của bà Hằng. Nhiều người cho là lụy tình. Nhưng tôi thì tôi không cho là như vậy thưa quý vị. Vì nguyên cả một cái đoạn băng ghi âm này đó không thể hiện rõ ràng nó là cái thứ gì. Tình yêu mãnh liệt hay là sự bắn loạn theo dạng tâm linh rất là khó hiểu thưa quý vị bởi vì sao ạ à? bởi vì cái đoạn băng ghi âm này đó nó giống như là đã bị cắt ghép không còn đúng của nguyên bản nữa không đầu không đuôi nên rất khó xác định nó là cái gì thưa quý vị nó thật với quý vị là tôi không rành lắm về cái kỹ thuật âm thanh nhưng khi tôi nghe đó Nghe lại cái đoạn băng này đó thưa quý vị Thì cái âm thanh nó rất lạ Giọng của người đàn ông á, thì âm lượng rất là to Nghe thì rõ một một trong veo không bị tạp âm Còn giọng nói của người phụ nữ Trong đoạn băng ghi âm này á, thì bị tạp âm rất lớn Nghe không có rõ Nếu như băng ghi âm này được thu trực tiếp Tại cuộc gặp giữa hai người Thì chắc chắn không thể có tập âm và tần suất âm lượng phải gần như là tương xứng. Còn nếu như nói được ghi âm qua điện thoại thì âm lượng về giọng nói của hai người sẽ có cái sự chênh lệch. Nhưng cái sự chênh lệch đó không đến nỗi mà khó nghe như trong cái đoạn băng ghi âm mà được tung lên mạng. Xin thưa với quý vị rằng là công nghệ bây giờ người ta làm giả không khó lắm đâu, rất dễ hình ảnh người ta còn cắt ghép như thật thì huống hồ chi cái việc làm giả cái âm thanh chính vì vậy mà trong các cái vụ án thì băng ghi âm ghi hình phải được thẩm định rất kỹ trước khi coi đó là chứng cứ để phục vụ cho điều tra còn trong các vụ án hình sự đó thì băng ghi âm được coi là chứng cứ pháp lý chỉ khi nào được tòa án thừa nhận Chứ tòa án mà chưa thừa nhận thì thưa quý vị, nó cũng chưa phải là chứng cứ pháp lý. Ngạn ngữ của phương Tây có câu, ấy, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật, thưa quý vị. Bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào đó, nếu như chúng ta chỉ cung cấp một nửa thông tin là sự thật, và phần còn lại là hư cấu, thêm thắt hoặc lược bỏ đi thì người nghe có thể sẽ hiểu sai, hiểu lệch bởi vì sự thật đó bị cung cấp không đầy đủ, bị bóp méo, không còn nguyên vẹn nữa thưa quý vị Một câu một từ mà bị bỏ đi hay thêm vào mà có cái dụng ý nào đó thì ngay lập tức nó làm thay đổi ý nghĩa của câu nói đây là cái chiêu trò không lạ. Là thủ đoạn mà những người muốn hãm hại nhau. Thưa quý vị, rất hay làm. Đặc biệt là các cái thế lực thù địch cũng thường sử dụng cái chiêu trò này để chống phá Đảng, chống phá nhà nước ta từ rất lâu rồi chứ không phải mới thưa quý vị. Vì vậy cho nên là cái đoạn băng ghi âm mà tung lên mạng này đó thì theo tôi chưa thể coi đó là sự thật được. Sự thật thì nó phải uh, đảm bảo được cái tính vẹn toàn của thông tin chứ đâu có cái kiểu cắt thành từng đoạn. Nó phải có xuất xuất xứ nè, cái cuộc trò chuyện đó xảy ra trong điều kiện nào, hoàn cảnh nào, chưa? Rồi những cái lời nói trong cái đoạn băng ghi âm được thốt ra trong trạng thái tâm lý như thế nào? bình thường hay là không bình thường có bị tác động bởi cái gì không? Tôi nói ví dụ như là một người chồng vì tức giận vợ mà đi tỏ tình với một người phụ nữ khác thì cái lời tỏ tình đó chưa chắc đã là sự thật. Nó chỉ là cái hành vi tức thời do cái sự tác động bởi cái yếu tố bên ngoài chứ không phải nó xuất phát từ trái tim. Thưa quý vị, do đó khi chưa có thông tin một cách đầy đủ chính xác và chính thức thì đó chưa phải là sự thật. Đó là ý thứ nhất mà tôi muốn nói về cái nội dung băng ghi âm đã từng làm xôn xao dư luận trong những cái với những cái ý kiến trái chiều nhau trong cái thời gian vừa qua thưa quý vị. Còn thứ hai đó, một cái câu hỏi đặt ra ở đây là ai là người ghi âm lại cuộc nói chuyện này và cái người giữ cuốn băng là ai nếu giọng nói của cái người đàn ông trong đoạn băng ghi âm đó được cho là giọng nói của ông võ hoàng yên thì người trực tiếp ghi âm và giữ cuốn băng ghi âm đó chính là ông võ hồng yên chứ không thể có một người thứ hai nào khác ngoại trừ ngoại trừ ông võ hoàng yên yêu cầu ai đó làm chuyện này Bà Hằng thì chắc chắn là không ghi âm đâu thưa quý vị Bà không 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 ghi âm, không giữ băng ghi âm Vậy thì tại sao ông Võ Hoàng Yên ghi âm? Ghi âm để làm gì? Xin lưu ý với quý vị là Lúc bây giờ quan hệ giữa hai bên vẫn còn nồng ấm Chưa bị sức mẻ Vì vậy cái việc ghi âm đó phải có dụng ý Phải có toan tính chưa ạ. Và cái sự dụng ý toan tính đó chắc chắn là để phục vụ cho một việc gì đó không tốt mà ông yên dự đoán sẽ xảy ra. Và đúng như vậy thưa quý vị. Khi bị bà Hằng tố giác đó thì cái băng ghi âm này đã bị cắt không đầu không đuôi này, rồi bị người ta tung lên mạng. Từ đó tạo ra cái dư luận cho rằng là bà Hằng tố giác ông Yên vì vì tình. Vì tình. Thủ đoạn này là quá độc địa. Nó đã làm chuyển một phần dư luận từ cái chiều hướng tiêu cực sang tích cực về phía cho ông Yên. Nó làm giảm đi sự quan tâm của dư luận về sự mạo danh thần y chữa bệnh bất hợp pháp cũng như những hậu quả mà ông Yên gây ra cho xã hội. Nó làm lu mờ tiếng kêu cầu, công lý và sự phẫn nộ của gia đình các nạn nhân mà ông Yên gây ra. Cái việc này thì thưa quý vị, báo chí chính thống đã lên tiếng rất là nhiều, rất là mạnh mẽ. Và cái điều đáng nói là ông ta đã lợi dụng lòng tin của người từng giúp mình, từng nâng đỡ mình. Để có những cái thủ đoạn như vậy, để làm những thủ đoạn như vậy hành vi này xứng đáng được gọi là đấu mạc đê hèn. Thưa quý vị, điểm thứ ba mà tôi muốn nói là liệu ông Võ Hoàng Yên có chịu trách nhiệm gì trong việc phát tán lưu trữ đoạn băng ghi âm đó trên không gian mạng hay không? Thưa quý vị, tại khoảng 3 điều 12 luật viễn thông có quy định khi nghe, khi ghi âm các cuộc gọi của người khác mà không được sự đồng ý của người đó thì bị coi là trái pháp luật và bị xử lý hành chính theo quy định. Còn luật an ninh mạng đó thưa quý vị. Cũng đã nghiêm cấm các cái hành vi như là cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các các cuộc đàm thoại rồi cố ý xóa này, làm thay đổi thông tin thuộc bí mật cá nhân rồi đưa đưa lên không gian mạng. Đó là những cái hành vi làm tổn thương danh dự của người khác trái với quy định của pháp luật. Ông Yên và người cùng ông Yên tung đoạn băng ghi âm lên mạng không thể không chịu trách nhiệm về hành vi của mình nếu như bà Hằng khởi kiện. Đó là quan điểm và là góc nhìn của diễn đàn 26 về cái chuyện đoạn băng ghi âm mà ông Yên đã tung lên mạng. Còn cái việc ông ta tự quay phim quảng bá mình như là một thằng y lừa bịp người dân trong cái việc chữa bệnh thì đó lại là một cái câu chuyện vô đạo đức khác về việc này thì báo chí đã phản ánh khá nhiều rồi và diễn đàn cũng đã phân tích bình luận trong các cái chương trình trước nên xin phép quý vị là tôi không bình luận nữa và tất cả chúng ta hãy chờ xem pháp luật có vào cuộc hay không tôi không tin là pháp luật không vào cuộc thưa quý vị thì đó là cái phần bình luận của phần đánh giá, á, phân tích của diễn đàn 26 về cái việc đoạn băng ghi âm giữa ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng. Để giúp cho quý vị nhận diện rõ hơn về cái sự thật của có đoạn băng ghi âm và cái thủ đoạn của ông Võ Hoàng Yên. Một lần nữa xin được cảm ơn sự yêu mến và tin tưởng của quý vị đã dành cho cái kênh diễn đàn 26 thân ái kính chào quý vị và chúng tôi sẽ mong gặp lại quý vị trong chương trình sau với nhiều cái chuyên đề mà quý vị quan tâm xin tạm biệt quý vị